mới từ những con ốc này. Đấy, các bạn nhìn cái đít không? Và cái đít á. Nó đẹp như thế này nha quá. Đấy. Đây các bạn thấy chưa? Mấy chất bại về từ ốc ác. Em Chiến mến chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc gia. Trước mắt các bác là một trong những dòng âm ly rất là nổi tiếng của hãng Pioneer. Nó là dòng âm ly huyền thoại ghép loa. Model 7800 hay là mã là model cao cấp nhất của dòng 7800 rồi. Và trước mắt các bác em về được hai con, gọi đẹp gần như mới luôn nha các bác, đẹp gần như mới luôn. Đây các bác cùng ngắm hai con đẹp như mới luôn nha. Hàng bên em là hàng sưu tầm cũng như là hàng đấu nhật về với những sản phẩm nó đẹp. Các bác nhìn nấm nút này, mới ken. Tất cả bảo hành zin và máy là máy chất nhật về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Hai con này về trong chiều ngày hôm nay đều là sexy vàng hết nha. Còn độ đẹp của nó thì không cần bàn nha các bác, không cần bàn luôn nha. Đấy. Hai em đồng đều đồng giá là 10 triệu 500 nha bác, 10 triệu 500 đã bao gồm phí ship nha. Hai em đều đồng giá là 10 triệu 500, hiện tại đang cắm điện. Thì con phía trên là series là 8469, con dưới là 7661 thì đồng giá như nhau nha các bác, em đều bán đồng giá là 10 triệu 500. Tại vì em mua là mua hàng tuyển một giá hết. Các bác cùng xem độ đẹp của máy từ những nấm nút này. Đấy. Ống ánh luôn nha. Máy chất vải về nó rất là đặc biệt. Độ nét, độ mới. Những con này tuy nó không đắt tiền nhưng mà tiếng nó hay nha các bác. Các bác ghép vào những dòng loa mà Pioneer, Sansui. Nói chung là nó là huyền thoại ghép loa, không kén loa nên là rất là dễ chơi. Cho nhiều bác ở phân khúc mà 10 triệu hơn 10 triệu một tí thì các bác nên lựa chọn con 7800 hay là mã để ghép loa. Nghe nhạc hay, trưng bày đẹp. Chơi được tất cả dòng loa trên thị trường. Từ bass 30 đô lại, kể cả những dòng loa cổ bass 40 đều đánh tốt luôn nha các bác. Rồi thì nó là 10 triệu 500. Thì sang ngày nay em về được hai con 7800 hay là mã nha. Thì hiện giờ là em sẽ que mở cái nắp ra để các bác cùng xem độ đẹp và cấu hình bên trong. Máy thì bao zin hết nha, đều về hai con đồ đẹp như nhau. Giá là 10 triệu 500, bác lấy con nào cũng được. Chiến khoán đủ em vẫn bớt 200 nghìn như thường lệ. Còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên em ship hàng tận nơi. Tất cả hoàn hảo, các bác nào có muốn yêu cầu trước khi đi làm video em đều làm video hết cho các bác nha. Vâng, và đây là phía dưới máy của sản phẩm, các bác cùng xem độ đẹp của những con máy chất bãi về từ sexy 7 màu, nó óng ánh và nó mới từ những con ốc nè. Đấy, các bác nhìn cái đít không? Và cái đít á. Nó đẹp như thế này nha quá. Đấy. Đây các bác thấy chưa? Máy chất bãi về từ ốc ác nhìn rất là phê luôn. Thì giá bên em là bao tốt cho các bác sở hữu được những con 7800 hàng đẹp, hàng chất nước ngoài về với giá hợp lý là 10 triệu 500 nghìn, sexy vàng. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong luôn nha. Vâng, đây mời các bác cùng xem vỉ điệp của hai con 7800 hay là mã này. Các bác thấy này, từ những cái tăng phô, nước sơn nó còn bóng lưỡng. Đây, cái tủ này, nó tròn luôn nha. Đây là bốn con sò íp nguyên bản của nó. Các bác nhìn sexy này. Đây, rất đẹp luôn nha. Các con nói chung về chất đồ, chất đẹp thì các bác không cần bàn. Các bác nhìn dây bị này, mới tinh, trong lưỡng luôn. Các bác nhìn đế chân này, 7 màu luôn nha. Bo mạch sáng tròn. Đây, cái đây cũng vậy các bác. Đây, các bác thấy chân không? Đây, đây các bác thấy không? Trong vét luôn, rất đẹp. Tất cả nguyên bản hết nha các bác. Ốc là đều có còn niêm phong của những bút mực của thời đó luôn nha. Nói chung là bao zin tuyệt đối, tổ tiết nó đẹp. Thì có được hai con 7800 về trong đợt này thì bác nào có nhu cầu cứ alo cho em nha. Giá là 10 triệu 500 bao gồm phí ship. Cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu trở lên. Còn chiến khoán đủ em vẫn bớt 200 nghìn.